Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thanh Tâm xin được gửi tới quý vị và các bạn những câu chuyện hay. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm lắng nghe. Ngày kỷ niệm 10 năm, Tập đoàn Nước Hoa Thị công bố sản phẩm mới. Chồng của tôi tại Trùng Dung tuyên bố loại nước hoa này đặt tên là Ngữ Vọng. Ngay sau đó, thư ký Dư Vọng của anh ta đã đăng lời cảm ơn lên vòng bạn bè. Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được. Cảm ơn anh Trùng Dung. Tại Trùng Dung bình luận ở phía dưới, chúc em mãi mãi tuổi 18, xinh đẹp và quyến rũ. Tôi không còn điên cuồng gọi điện chất vấn anh ta như trước nữa, mà bình tĩnh đặt điện thoại xuống. Sau 10 năm đấu tranh trong mối quan hệ này, tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi. Lúc Tạ Trùng Dung về nhà, tôi vừa uống xong cháo và đang rửa bát. Đây là lần đầu tiên tôi không đợi anh ta về ăn cơm. Dù sao cũng đã 10 giờ tối, đã 2 tiếng trôi qua kể từ khi đối phương nhắn tin cho tôi biết thời gian về nhà. Tạ Trùng Dung mấp máy môi, vẻ mặt áy náy đưa cho tôi một hộp quà. Vân Lê, quà kỷ niệm tròn 10 năm. Bên trong là chai nước hoa mới ra mắt của công ty họ, Ngữ Vọng. Công ty có sản phẩm mới ra mắt nên có chút bận rộn, quên mất không nói với em. Tôi thoáng nhìn chai nước hoa đó, không cần mở ra, tôi cũng biết mùi hương của nó là gì. Mùi hương gỗ thơm đậm, đặt trên người Tạ Trùng Dung lan tỏa trong không khí, khiến tôi choáng váng. Nếu là trước đây, tôi sẽ ôm hôn anh ta, rồi vui vẻ chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, để những người không mua được sản phẩm mới phải ghen tị. Nhưng hôm nay, nhìn Tạ Trùng Dung rõ ràng có chút căng thẳng. Tôi lại không có chút hứng thú nào khi nhận được quà, chỉ nói cảm ơn, cứ để đó đi. Anh ta như không ngờ tôi lại lạnh nhạt như vậy và có chút lúng túng. Tạ Trùng Dung đợi một lúc lâu cũng không thấy tôi mang cháo ra trước mặt. Thấy tôi không có động tĩnh gì, anh ta đi vào bếp, nhìn thấy đáy nồi trống không, hơi sững sờ. Vân Lê, em không để lại cho anh bát cháo ấm bụng sao? Trước khi kết hôn với anh ta, tôi chưa bao giờ nấu ăn, nhưng Tạ Trùng Dung có dạ dày không tốt. Sau khi kết hôn, thấy anh ta thường xuyên làm thêm giờ, đôi khi phải tiếp khách muộn, tôi bắt đầu học cách nấu cháo làm ấm bụng cho đối phương. Nấu suốt 4 năm trời, nhưng lần này tôi chỉ quay người rót cho anh ta một cốc nước nóng và đặt lên bàn. Uống nhiều nước nóng cũng tốt, uống xong nhớ rửa cốc nhé. Anh ta nghe thấy thế thì nhíu mày nhìn tôi như không hiểu tại sao tôi lại hành xử như vậy. Giống như tôi cũng không hiểu tại sao anh ta lại phản bội mối quan hệ này. Tối qua tôi nghe thấy anh ta đang gọi điện bàn bạc về tên của loại nước hoa mới, nghe loáng thoáng và từ xa có chữ Vân. Lúc đó tôi nghĩ rằng đây là món quà kỷ niệm 10 năm mà Tạ Trùng Dung tặng tôi. Vì từ lâu tôi đã nói với anh ta rằng bản thân muốn một loại nước hoa được thiết kế riêng cho bản thân mình. Sáng nay trước khi ra ngoài, anh ta còn đặc biệt dặn tôi ở nhà đợi anh ta về, đón đi ăn. Tôi vui mừng đồng ý và bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng và chăm chút cả ngày. Người không đợi được lại đợi được một tin nhắn ở trên Hot Search. Tập đoàn nước hoa nổi tiếng quốc tế Tạ Thị tổ chức buổi ra mắt sản phẩm mới. Loại nước hoa giới hạn này được đặt tên là Ngữ Vọng. Loại nước hoa này là do Tổng Giám đốc Tạ Thị thiết kế riêng cho người yêu của mình, có ý nghĩa kỷ niệm. Dưới đó, những người không biết sự thật đều ngưỡng mộ Tổng Giám đốc Tạ Thị và tình cảm sâu đậm hóa ra là chữ Ngữ Vọng, chứ không phải là chữ Vân Lý, mà Ngữ Vọng là đồng âm với tên trợ lý của anh ta, Dư Vọng. Ngay sau đó, Dư Vọng đăng một bài trên WeChat cảm ơn. Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được. Cảm ơn anh Trùng Dung, em rất cảm động. Kèm theo là bức ảnh cô ta mặc bộ vest cơn sở, trò nữ đứng thân mật ở bên cạnh Trùng Dung trong buổi ra mắt sản phẩm mới. Tạ Trùng Dung bình luận ở bên dưới, chúc em mãi mãi tuổi 18, xinh đẹp và quyến rũ. Trái tim của tôi như bị lăn qua một vòng cây gai, đau nhói và ghim chặt. Tôi tắm xong, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, anh ta đột nhiên nắm lấy tay tôi, nhíu mày và nhìn. Anh định đi ngủ à? Qua lớp vải mỏng, lòng bàn tay anh ta nóng rực đến đáng sợ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Tôi biết đây là biểu hiện Tạ Trùng Dung muốn làm hòa. Trước đây khi anh ta như vậy, tôi chắc chắn sẽ chủ động phối hợp, thỏa mãn mong muốn của anh ta. Lần này tôi mệt rồi, không muốn nữa. Tôi nhắm mắt lại, giọng lạnh lùng. Gần đây không được, tôi đang đến kỳ. Bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của anh ta, tôi đóng cửa phòng lại. Điện thoại đặt ở bên cạnh đột nhiên rung lên. Là tin nhắn từ đàn anh ở Ý gửi đến. Vân Lê, tác phẩm của em đã giành được giải thưởng quốc tế về thiết kế điêu khắc rồi. Em thực sự không cân nhắc việc ra nước ngoài phát triển sao? Anh cực kỳ mong chờ em có thể đến Ý và trở thành đối tác của anh. Anh, đây là đàn anh, rất muốn lớp trẻ như em có thể thiết kế và phát huy.
Thực sự không muốn tài năng của em bị mai một một tí nào. Tôi trả lời, dạ vâng anh, sau khi xử lý xong công việc, em sẽ bay sang Ý. Yên tâm đi, lần này em sẽ không thất hứa nữa. Nửa năm trước, đàn anh nói rằng có một cuộc thi thiết kế điêu khắc quốc tế được tổ chức tại Ý kéo dài một tháng. Anh ấy bảo tôi thử sức, bàn bạc với Tạ Trùng Dung xong, tôi đã đồng ý tham gia. Sau khi nộp tác phẩm, tôi đã từ chối lời mời vào làm việc tại studio của đàn anh. Tôi đã đặt chuyến bay sớm nhất để về nước. Tôi đã viện nhiều lý do như không hợp khí hậu, không quen ăn bánh mì Ý và pizza, và tôi cảm thấy khó hòa nhập vì tính cách chậm nhiệt. Nhưng chỉ mình tôi biết, tôi không nỡ rời xa Tạ Trùng Dung. Mới ra nước ngoài một tháng, người này đã tự chăm sóc mình đến mức phải vào bệnh viện. Trong 10 năm yêu nhau, 6 năm hẹn hò và kết hôn 4 năm, đây là lần chúng tôi xa nhau lâu nhất. Bạn bè xung quanh đều hỏi tôi, Tạ Trùng Dung đã cho tôi uống loại thuốc mê gì mà khiến tôi sẵn lòng luôn xoay quanh anh ấy. Tôi cười và trả lời, vì anh ấy là ân nhân cứu mạng của tôi. Ân nhân cứu mạng thì không bao giờ trả hết được. Lần đầu tiên gặp Tạ Trùng Dung, tôi bị người ta vu khống đạo văn. Cuộc đời tôi suýt kết thúc vào mùa hè năm đó. Tôi cầm dao định rạch tay để chứng minh sự trong sạch của mình. Tạ Trùng Dung nắm chặt con dao trong tay tôi, giọng run rẩy và nói, bạn học, mình tin cậu. Hôm đó, con dao vô tình làm tay anh ta bị thương, máu chảy đầm đìa. Tôi sợ đến tái mặt, vứt con dao ở trong tay. Tôi đã nhiều lần hôn lên vết sẹo trên tay anh ta vào mỗi đêm chúng tôi mặn nồng. Sau đó, Tạ Trùng Dung giúp tôi tìm ra người vu khống tôi, tìm thầy giáo để chứng minh sự trong sạch của tôi. Tôi mới có thể đứng dưới ánh mặt trời một cách đường hoàng. Từ đó trở đi, chúng tôi gần như không rời nhau nửa bước. Tôi trở nên phụ thuộc vào anh ta, ở bên anh ta suốt 10 năm trời. Tôi đã cùng Tạ Trùng Dung từ một sinh viên nghèo không có gì, đến bây giờ là tổng giám đốc của tập đoàn Tạ Thị. Nhưng đến cuối cùng, tôi không ngờ rằng Tạ Trùng Dung lại thất hứa. Tình yêu mà anh ta hứa dành cho tôi lại trao cho người khác. Đàn anh lo lắng rằng lần này tôi sẽ lại từ bỏ nên đã gọi điện trực tiếp cho tôi. Chưa kịp để anh ấy nói gì, tôi đã lên tiếng. Đàn anh, một tuần nữa em sẽ đến báo cáo với anh. Anh ấy ngẩn người một lúc rồi đáp. Được, anh đợi em. Một lát sau anh ấy nhắn tin. Vân Lê, phía trước sẽ có những cảnh đẹp mới đang chờ em. Đừng quá cố chấp vào một bức tranh không thuộc về mình, không dành cho mình hoặc không xứng với bản thân mình. Sáng hôm sau thật hiếm khi thấy Tạ Tùng Dung nấu bữa sáng ở trong bếp. Khi thấy tôi thức dậy, anh ta bình thản nói, nhanh đi rửa mặt đi, bữa sáng anh đã làm xong rồi. Bữa sáng là một nồi cháo tôm nóng hổi. Tạ Trùng Dung múc cho tôi một bát đầy, ánh mắt đầy mong đợi. Kết hôn với tôi 3 năm, anh ta chưa từng vào bếp. Tôi chỉ biết Tạ Trùng Dung biết nấu ăn qua những câu chuyện từ bạn bè của Dự Vọng. Ví dụ, khi tôi bị cảm sốt, anh ta sẽ hầm canh gà đen cho đối phương. Khi họ đi chơi cùng nhau, anh ta chu đáo chuẩn bị kem chống nắng và đồ ăn vặt cho cô ta. Vào những ngày nóng, anh ta lén mua loại kem ngon nhất rồi bất ngờ mang đến cho Dư Vọng. Vào các dịp lễ hay sinh nhật, anh ta luôn tỉ mỉ chọn quà tặng cho người khác. Như lần sinh nhật này, cô ta chỉ nhõng nhẽo muốn một chai nước hoa đặt riêng. Sao tôi lại quên được nhỉ? Hôm qua là kỷ niệm 10 năm của chúng tôi và cũng là sinh nhật của Dư Vọng. Đêm qua tôi không tài nào chợp mắt, cứ lật tung vòng bạn bè của cô ta. Như một kẻ trộm hạnh phúc của người khác, tôi xem đi xem lại từng bức ảnh và từng dòng trạng thái. Vân Lê, sao em ngẩn người ra vậy? Nhanh ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon đâu. Tạ Trùng Dung lên tiếng khi thấy tôi không động đậy. Tôi khuấy nhẹ thìa cháo nhưng không ăn. Tạ Trùng Dung nhìn tôi đầy nghi hoặc. Nhìn con tôm ở trong cháo, tôi nhẹ giọng và nói. Tôi dị ứng hải sản. Trước đây, có lần tôi ăn nhầm hải sản, toàn thân dị ứng phải vào viện. Tạ Trùng Dung quỳ bên giường tôi, khóc như mưa. Vân Lê, đừng rời xa anh. Đối mặt với việc tôi không chút do dự đứng dậy, trên mặt anh ta có chút bối rối. Vân Lê, nếu em không thích ăn thì anh làm lại cho em nhé, có được không? Tôi thở ơ lắc đầu, không cần đâu, tôi phải đi làm rồi. Tôi liếc nhìn hộp cơm màu hồng ở bên cạnh, bên trong là cháo tôm tươi đã được cẩn thận bỏ gừng và hành lá ra. Lúc này tôi mới rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt giữa yêu và không yêu của Tạ Trùng Dung. Tối qua, Dư Vọng đăng một dòng trạng thái trên WeChat.
Sáng mai công ty có cháo tôm tươi ngon để ăn, thật hạnh phúc, nhưng vét gừng và hành lá trong cháo. Tạ Trùng Dung nhíu mày, dần mất kiên nhẫn với tôi, kéo tôi lại khi tôi đang chuẩn bị ra ngoài. Vân Lê, có phải em giận vì hôm qua anh không ở bên cạnh em không? Hôm qua buổi ra mắt sản phẩm mới bận quá, không kịp nói với em. Anh đã lấy nước hoa mới nhất của công ty để xin lỗi em rồi, em còn muốn gì nữa? Trước đây em không như vậy, rất ủng hộ công việc của anh, còn bây giờ em đang làm gì vậy? Trước đây tôi nghi ngờ, Tạ Trùng Dung thấy tôi phiền, bây giờ tôi hoàn toàn không quan tâm nữa. Tại sao anh ta lại không vui? Kết hôn nhiều năm như vậy, đều là như thế này, tôi âm thầm ủng hộ công việc của anh ta. Nói chính xác hơn là như một bảo mẫu. Mỗi ngày tôi đều chuẩn bị cháo ấm cho Tạ Trùng Dung, ân cần hỏi han và nhìn anh ta ăn hết. Sau đó tôi chu đáo chuẩn bị nước tắm cho anh ta. Khi anh ta tắm xong, tôi lại thu dọn quần áo và tất bật rơi vãi ở trên sàn. Hoàn thành xong những việc này thì đã là đêm khuya, và ngày hôm sau tôi còn phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh ta rồi mới đi làm. Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy mình thật ngốc nghếch, nhưng trước đây lại không cảm thấy vậy, thậm chí còn vui vẻ làm những việc đó. Cho đến một lần, Tạ Trùng Dung uống say và một người phụ nữ mặc đồ công sở xinh đẹp đưa anh ta về nhà. Cô ta đỡ Tạ Trùng Dung, Đại Tùng Dung dựa hẳn vào lòng đối phương. Người kia vội vàng giải thích với tôi. Thưa cô, Tổng Giám Đốc Tạ uống nhiều quá, tôi chỉ đưa anh ấy về nhà, chứ không có ý gì khác ạ. À, mùi hương gỗ thông từ đối phương tỏa ra, khiến tôi có chút bối rối. Trước khi rời đi, cô ta thêm WeChat của tôi và nói rằng mình là thư ký mới của Tạ Trùng Dung, tên là Dư Vọng. Cô ta không muốn bị mắng nữa, nên nhờ tôi cho biết thói quen sinh hoạt của sếp mình. Nhìn cô gái trẻ vừa mới tốt nghiệp nhưng rất đáng thương, tôi mềm lòng và đồng ý. Ngày hôm sau tôi chuẩn bị bữa sáng cho Tạ Trùng Dung, còn đặc biệt dặn anh ta đừng quá khắt khe với người khác. Tạ Trùng Dung thoáng một chút và cảm thấy không tự nhiên, không nói gì. Bây giờ tôi mới nhận ra, hóa ra mọi thứ đều có dấu hiệu từ trước. Tôi bình tĩnh nhìn anh ta. Tạ Trùng Dung, chúng ta ly hôn đi. Chưa kịp nói hết câu thì bị một tiếng chuông điện thoại đặc biệt cắt ngang. Tạ Trùng Dung buông tay tôi ra, xoay người ấn nút nghe máy. Điện thoại vang lên, giọng của Dư Vọng. Anh Trùng Dung, sao anh chưa đến? Em ở công ty sắp chết đói rồi. À đúng rồi, em còn muốn ăn bánh bao Trương Ký. Lúc nào anh đến thì tiện đường mua giúp em có được không? Giọng anh ta trở nên mềm mại, mang theo một chút cưng chiều. Cái đồ mèo tham ăn nhà em, biết rồi. Em còn trẻ, trao đổi chất nhanh mà. Đúng rồi, anh Trùng Dung, hôm qua là kỷ niệm 10 năm của anh và chị Vân Lê. Anh vì em mà về muộn, chị ấy không giận chứ? Nếu chị ấy giận, em sẽ mời chị ấy ăn cơm để xin lỗi. Nghe vậy, Tạ Trùng Dung mới nhận ra tôi vẫn đứng bên cạnh mình. Sắc mặt của anh ta lập tức trở nên tái nhợt, không còn chút máu, nhìn tôi với ánh mắt lộ ra một chút hoảng loạn và áy náy khó nhận thấy. Tôi chỉ không hiểu mà ra khỏi cửa. Anh ta nhanh chóng cúp máy, cầm hộp cơm đuổi theo. Vân Lê, em đợi anh với, em đừng hiểu lầm. Anh và Dư Vọng không có gì đâu. Hôm qua là sinh nhật của em ấy, nên mấy đồng nghiệp trong công ty tụ tập lại để chúc mừng sinh nhật. Còn việc đặt tên cho nước hoa mới là quà sinh nhật của cả đội thiết kế công ty dành cho Dư Vọng. Lần này sản phẩm mới có thể ra mắt thuận lợi, em ấy cũng đóng góp không ít. Lý do này, Tạ Trùng Dung không thấy buồn cười sao? Dư Vọng mới đến chưa được mấy tháng, một thư ký nhỏ bé có thể khiến cả đội thiết kế tặng quà sinh nhật cho cô ta. Rốt cuộc là vì mặt mũi của cô ta hay là vì mặt mũi của vị tổng giám đốc này? Tạ Trùng Dung có thể không biết, mỗi lần anh ta nói dối, tai sẽ không tự chủ được mà đỏ lên. Có lẽ vì có chút áy náy, anh ta đề nghị đưa tôi đi, nhưng lại bị Dư Vọng gọi đi. Lần này lại lấy lý do gì tôi cũng không quan tâm nữa. Máy tính bị treo, tài liệu bị lỗi, cốc vỡ làm đứt chân, mèo nuôi bị bệnh. Những lý do vụng về này chỉ có Tạ Trùng Dung mới tin hết lần này đến lần khác. Đến công ty tôi nộp đơn xin nghỉ việc lên cấp trên, tiện thể in luôn đơn ly hôn, chuẩn bị tối nay nói rõ với Tạ Trùng Dung. Tan làm tôi lái xe đến công ty tìm anh ta, còn Dư Vọng thì cập nhật một video ở trên phòng bạn bè. Trong video, cô ta và Tạ Trùng Dung đã đi xem buổi hòa nhạc vừa kết thúc không lâu. Hai người hôn nhau say đắm dưới đám đông. Chú thích, người không được yêu mới là kẻ thứ ba.
Tôi tắt điện thoại, chỉ cảm thấy có chút châm biếm. Không lâu trước đây, tôi đã rất khó khăn mới có thể giành được hai vé cho buổi hòa nhạc của ca sĩ mà tôi yêu thích nhất. Tôi đã mong đợi rằng Tạ Trùng Dung sẽ đi cùng tôi, nhưng cuối cùng anh ta lại yêu cầu tôi đưa những tấm vé mà tôi đã vất vả giành được trong nhiều tháng qua cho khách hàng của anh ta. Tôi cười khổ một tiếng, hóa ra khách hàng này là Dư Vọng. Tôi vừa đỗ xe, liền thấy không xa có một chiếc xe quen thuộc đang rung lắc. Đi đến gần mình, không ngoài dự đoán là xe của Tạ Trùng Dung. Xuyên qua cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy Dư Vọng cũng ở trên xe. Dư Vọng ngồi ở trên đùi Tạ Trùng Dung, lưng áp vào lồng ngực của anh ta, hai chân thon dài, vắt ngang chân đối phương, phần mông kề sát phần háng, không ngừng uốn éo, cả hai người bọn họ quay mặt qua nhau, hôn môi thắm thiết. Tuy rằng đã sớm chết tâm, nhưng tận mắt nhìn thấy một màn này, tôi vẫn đau đến đến không thở nổi. Do quá chăm chú nên Tạ Trùng Dung không để ý, còn Dư Vọng thì thấy tôi, cô ta đắc ý nhìn tôi đứng ở ngoài xe, biểu tình trên mặt càng thêm say mê. Từng tiếng thở hổn hển quanh quẩn trong bãi đỗ xe ngầm trống trải, tôi chỉ cảm thấy kinh tởm đến mức muốn nôn, trực tiếp nôn khan vài lần. Tạ Trùng Dung nghe thấy động tĩnh, vẻ mặt hoảng hốt ngẩng đầu lên. Anh ta ngơ ngác nhìn tôi ở ngoài xe, nhìn thấy phần trên cơ thể anh ta đầy dấu vết thân mật, tôi chỉ cảm thấy càng buồn nôn hơn. Anh ta trực tiếp từ trên người Dư Vọng xuống, kéo quần mình lên xuống xe. Vân Lê, em nghe anh giải thích, đây là hiểu lầm. Tôi trực tiếp tát một cái, ném thỏa thuận ly hôn vào mặt của anh ta. Tạ Trùng Dung, chúng ta hoàn toàn kết thúc rồi. Tạ Trùng Dung nhìn thỏa thuận ly hôn ở trong tay, loạng choạng chạy về phía tôi. Chặn đường tôi, anh ta tự tát mình vài cái, không còn vẻ tự tin như trước, khuôn mặt đầy hối hận, ánh mắt bất an cầu xin nhìn tôi. Vân Lê, không phải như em nghĩ đâu, bọn anh uống chút rượu rồi. Anh thề, chỉ lần này thôi, em tin anh đi. Chúng ta đừng ly hôn có được không? Ánh mắt đỏ hoe, bàn tay anh ta đưa ra lại rụt về, lo lắng chờ đợi phản ứng của tôi. Tôi cười lạnh một tiếng, Tạ Trùng Dung, anh nghĩ tôi là trẻ con 3 tuổi sao? Trên người anh không có chút mùi rượu nào. Anh nói với tôi đây là do say rượu mà làm loạn sao? Bị tôi vạch trần lời nói dối không chút thương tiếc, sắc mặt của anh ta tái nhợt. Tạ Trùng Dung, đơn ly hôn tôi đã ký rồi. Nếu việc phân chia tài sản không có vấn đề gì thì ký đi. Dù sao cũng đã ở bên nhau lâu như vậy, tôi không muốn phải ra tòa, như vậy cũng không đẹp mắt. Cả người Tạ Trùng Dung lảo đảo, xé nát đơn ly hôn ở trong tay. Khẩn cầu, vợ ơi, chúng ta đừng ly hôn có được không? Em cứ đánh anh, mắng anh đều được mà. Ngày mai anh sẽ sa thải Dư Vọng, rút sản phẩm nước hoa mới. Anh sẽ tự tay thiết kế cho em một loại nước hoa mới. Lần này sẽ dùng tên của em để đặt tên. Tôi chỉ cảm thấy đầu óc ù ù. Mọi người thấy đấy, ngay từ đầu Tạ Trùng Dung đã biết lý do tại sao tôi tức giận, nhưng anh ta vẫn tiếp tục vượt qua giới hạn của tôi. Tôi lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, rồi lấy từ trong túi ra một bản thỏa thuận ly hôn khác đưa cho anh ta. Tôi bình tĩnh nhìn Tạ Trùng Dung, chậm rãi mở miệng. Anh có còn nhớ khi chúng ta kết hôn, anh đã nói gì với tôi không? Anh ta ngẩn người, anh đã nói gì? Anh nói, Chu Vân Lê, nếu một ngày nào đó em không còn yêu anh nữa, chỉ cần nói với anh một tiếng là được. Tạ Trùng Dung, bây giờ chính là ngày đó, tôi không còn yêu anh nữa. Tạ Trùng Dung nhìn tôi với vẻ không thể tin được, anh ta đưa tay giữ chặt cửa xe không cho tôi đi. Người đứng sau anh ta là Dư Vọng, không thể ngồi yên. Cô ta nhặt một mảnh kính vỡ trên đất rồi đặt lên cổ mình. Tạ Trùng Dung, hôm nay nếu anh đi cùng cô ta, em sẽ chết trước mặt của anh. Nếu anh không quay lại, em sẽ cắt xuống. Tay anh ta dần dần buông lỏng, nhìn tôi với ánh mắt đầy hối hận. Vân Lê, em về nhà trước đi. Đợi anh về, chúng ta sẽ nói chuyện lại. Tôi đạp ga rời đi. Từ gương chiếu hậu, tôi thấy hai người họ ôm chặt lấy nhau. Tôi cởi bỏ chiếc áo khoác của mình, nước mắt lăn dài ở trên má. Dù sao, cũng là người đàn ông tôi đã yêu suốt 10 năm. Làm sao có thể nói buông là buông được chứ? Tôi về nhà, tôi thu dọn hành lý và ra ở khách sạn. Tôi nhắn tin cho anh ta. Hôm nay mang theo giấy tờ, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn. Trong khung chat luôn hiển thị đăng nhập. Sau một lúc dừng lại, lại tiếp tục hiển thị, nhưng tôi đợi vài phút cũng không nhận ra được một chữ nào. Thay vào đó là cuộc gọi từ mẹ tôi. Mẹ gọi điện với giọng yếu ớt,
nói bà đau đầu không khỏe, bảo tôi về nhà một chuyến. Tôi lập tức bắt xe về nhà. Vừa mở cửa, Tạ Trùng Dung cũng ở đó. Mẹ nhận lấy đồ từ tay tôi, không có chút nào giống người bệnh. Nhìn nhà đông đúc người, tôi bỗng cảm thấy da đầu tê dại. Trên bàn ăn, Tạ Trùng Dung ngồi bên cạnh tôi, liên tục gắp thức ăn cho tôi. Còn mẹ tôi thì liên tục gắp thức ăn cho Tạ Trùng Dung. Vân Lê giận dỗi trẻ con, chúng ta nói chuyện là được rồi, các gì khác cũng phụ họa theo. Tôi lặng lẽ nhìn cảnh tượng phi lý trước mặt, quả nhiên giống như tôi dự đoán, không ai đứng về phía của tôi. Rõ ràng đây là chuyện giữa tôi và Tạ Trùng Dung, nhưng anh ta có thể thản nhiên đứng ngoài cuộc. Chỉ cần lặng lẽ nhìn tôi, tự nhiên sẽ có người thay anh ta lên tiếng. Con người ai cũng có lúc phạm sai lầm, hãy tha thứ cho thằng bé lần này đi. Mặc dù thằng bé có tìm người ở bên ngoài, nhưng chỉ cần trái tim đó vẫn hướng về con hãy nhắm một mắt một mở mà bỏ qua. Đúng vậy, suốt 10 năm qua, nó chỉ yêu có mỗi con. Việc muốn thử người khác là chuyện bình thường. Sau khi thử qua, nó sẽ nhận ra con là tốt nhất và sẽ không có chuyện gì nữa. 10 năm tình cảm, không phải nói bỏ là bỏ, con cũng khá nhẫn tâm đấy. Theo gì, Vân Lê nên sớm có con với Trùng Dung. Có con rồi, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Vẫn còn quá trẻ, ai mà không sống như vậy. Sau này trải qua nhiều rồi, cuối cùng sẽ nhận ra hiện tại là tốt nhất và sẽ hối hận. Những lời nói bảy miệng tám lưỡi này rơi vào tai của tôi, khiến tôi cảm thấy có chút sụp đổ. Tại sao người ngoại tình là Tạ Trùng Dung, người phạm lỗi là Tạ Trùng Dung, nhưng lại khiến tôi rơi vào vực thẳm đau khổ này? Một mình chịu đựng tất cả những điều không thể chịu đựng được này. Mọi người đều đến khuyên tôi, nhưng họ làm sao hiểu được rằng tôi mới là người bị tổn thương sâu sắc nhất. Chính anh ta, với sự phản bội vô liêm sỉ, đã đập tan những ước mơ đẹp đẽ trong lòng tôi, giẫm nát tình yêu của chúng tôi thành từng mảnh vụn. Còn tôi lại phải ở đây đối mặt với những khuôn mặt có vẻ quan tâm nhưng thực chất như những lưỡi dao đâm vào tim của tôi. Nghe những lời khuyên vô nghĩa của họ, mắt tôi đỏ hoe. Không sao đâu, mẹ, con vẫn yêu Vân Lê. Con sẽ vô điều kiện bao dung những cơn giận nhỏ của em ấy. Dù sao chuyện này là con sai. Không phải lỗi của con là mẹ không dạy dỗ con bé tốt. Vân Lê sẽ không ly hôn với con đâu. Mẹ tôi nắm chặt cánh tay tôi, nhìn Tạ Trùng Dung với ánh mắt nịnh nọt, muốn tôi tỏ thái độ. Dáng vẻ khúm núm của bà khiến sự kiên trì của tôi trong những ngày qua ngay lập tức sụp đổ. Ánh mắt của Tạ Trùng Dung luôn dừng lại trên người của tôi, mang theo ý nghĩa chắc chắn thắng lợi. Mỗi lần cãi nhau căng thẳng, anh ta cũng làm như vậy, gọi rất nhiều người đến giúp rồi ép tôi thỏa hiệp. Nhưng lần này, tôi không còn là Chu Vân Lê của ngày xưa nữa. Vì tôi hoàn toàn không yêu anh ta nữa và không còn điểm yếu nào nữa. Tôi ném chiếc cốc trong tay xuống đất, một tiếng vang lớn chặn đứng miệng của tất cả mọi người có mặt. Tôi không thể chịu đựng được nữa và nhìn mẹ. Đôi khi con tự hỏi, liệu con có phải là đứa con mà mẹ nhặt về không? Tại sao từ nhỏ đến lớn, mỗi khi con gặp vấn đề, mẹ luôn không tin con và kiên quyết đứng về phía người khác? Con đã tận mắt thấy con rể tốt của mẹ cùng người phụ nữ khác trong xe, vậy mà mẹ vẫn muốn con nhịn. Con và Tạ Trùng Dung nhất định sẽ ly hôn. Lần tôi bị vu oan là Đạo Văn, sau khi giáo viên làm rõ đã gọi điện cho mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi lại nói, đã chắc chắn kiểm tra kỹ chưa? Không phải oan uổng các bạn khác chứ? Con gái tôi thế nào tôi biết rõ, nó không có tế bào nghệ thuật đâu. Cô không biết đấy thôi, hồi nhỏ nó tay chân không sạch sẽ, lấy trộm tiền trong ngăn kéo của tôi, và tôi chưa bao giờ lấy trộm tiền của mẹ. Bà tự để nhầm chỗ rồi tìm thấy, nhưng lại vu oan tôi là kẻ trộm. Rồi kể với mọi người như thế, việc hạ thấp tôi mang lại cho bà niềm vui gì đó. Khi đó tôi cầm dao thật sự muốn chết, là Tạ Trùng Dung đã cứu tôi, đưa tôi ra khỏi vũng lầy. Nhưng lần này, người đẩy tôi xuống vực sâu cũng chính là anh ta. Mẹ tôi cười xin lỗi với Tạ Trùng Dung. Trùng Dung, con đừng quan tâm đến nó, cứ tiếp tục ăn đi. Rồi không do dự, tát tôi một cái, giận dữ trách mắng. Chu Vân Lê, mày phản rồi, tao nuôi mày khổ cực, cho mày ăn uống, mà mày lại giống y như bố mày vậy, không biết ơn. Mày nghĩ mày vẫn là thanh thiếu niên 20 mấy tuổi à? Ly hôn rồi mà vẫn còn đáp giá. Mày năm nay đã 30 tuổi rồi, 30 đấy, đàn bà 30 là đồ bỏ. Trùng Dung không chê mày bẩn thỉu, bướng bỉnh. Ngày nào cho mày ăn uống, sống như tiểu thư con nhà giàu, mà mày lại đòi ly hôn, mày phản bội, mặt tôi đau rát. Tại Trùng Dung như không ngờ mẹ tôi sẽ đánh tôi, anh ta đứng bật dậy,
muốn đưa tay đỡ tôi, nhưng tôi tránh đi. Mẹ tôi tiếp tục nịnh nọt. Trùng Dung, con chiều nó quá rồi. Đàn bà là phải dạy dỗ nghiêm khắc, không đánh thì không biết nghe lời. Sau này nếu nó còn như vậy, con không cần phải nương tay, cứ mạnh tay mà đánh. Đánh đến khi nó biết nghe lời thì thôi. Đó là số kiếp của kẻ hèn mọn. Tạ Trùng Dung đứng sững tại chỗ, lúc này mới tin những gì tôi đã nói với anh ta trước đây là thật. Từ khi bố tôi qua đời, tôi đã bị mẹ đánh đập lớn lên. Bà không tái hôn mà chỉ tìm niềm vui bằng cách hành hạ tôi. Bà luôn nói với mọi người rằng bản thân đã vất vả như thế nào, đã hy sinh bao nhiêu vì tôi. Chỉ có tôi mới muốn thoát khỏi gia đình ngột ngạt này. Tôi cười lại một tiếng, trong mắt đầy ghét bỏ. Tạ Trùng Dung, anh giả vờ gì chứ? Đây chẳng phải là điều anh muốn thấy sao? Anh ta nhìn tôi bối rối và lắp bắp. Không phải như vậy, Vân Lê, anh không biết sẽ như thế này. Tôi đập cửa bỏ đi, mẹ tôi mặt đỏ bừng, lém lại một câu ác miệng. Nếu mày dám ly hôn, tao sẽ không nhận mày là con nữa. Bước chân tôi khựng lại, không quay đầu lại mà nói. Cầu còn không được. Dù Tạ Trùng Dung có nhắn tin thế nào, tôi cũng không trả lời. Vì phải bàn chuyện ly hôn, nên tôi chưa chặn anh ta. Tôi gửi ảnh trên trang cá nhân của Dư Vọng cho luật sư. Nhưng luật sư nói rằng những bằng chứng này không đủ để chứng minh ngoại tình. Biết vậy tôi hôm đó không nên nóng vội, chụp ảnh trước thì tốt hơn. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Dư Vọng không kiềm chế được, gửi từng bức ảnh thân mật của cô ta và Tạ Trùng Dung qua. Ngoài ảnh còn có video, cô ta khiêu khích. Chị à, mặc dù miệng của Trùng Dung nói yêu chị, nhưng cơ thể anh ấy lại rất thành thật. Chị đoán xem, hiện tại tôi đang ở đâu? Tôi đang ở trong phòng cưới của các người đấy. Trong 2 ngày chị không có ở đây, chúng tôi đã làm chuyện đó hết lần này đến lần khác. Có phòng sách, phòng ăn, phòng khách và cả phòng ngủ. Các người có nhiều kiểu như vậy không? Nghe anh Trùng Dung nói chị rất nhàm chán. Nếu đã muốn ly hôn với anh ấy thì dứt khoát đi, đừng cứ kéo dài mãi. Tôi nhắn lại, vậy cô bảo Tạ Trùng Dung ly hôn với tôi đi. Chẳng phải như vậy là hết để cô làm kẻ thứ ba mãi sao? Tôi chụp màn hình những tin nhắn Tạ Trùng Dung cầu xin tôi đừng ly hôn trong 2 ngày qua và gửi cho cô ta. Cô ta quả nhiên bị kích động, nói rất nhiều lời tục tiếu, lại gửi thêm nhiều video có nội dung nhạy cảm. Tôi lập tức gửi những bằng chứng đã thu thập được cho luật sư của mình. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Tạ Trùng Dung là người có lỗi, phải ra đi tay trắng. Còn số tiền anh ta đã chi cho Dư Vọng thuộc tài sản chung của vợ chồng, tôi có quyền đòi lại. Ban đầu, điều này khá khó khăn, nhưng vì muốn khoe khoang, Dư Vọng đã gửi cho tôi tất cả bằng chứng, bao gồm nhiều lần chuyển khoản lớn. Ngày lên máy bay, tôi có chút tiếc nuối vì không thể đi đến cuối cùng, nhưng cảm giác thoải mái khi bước vào cuộc sống mới lấn át tất cả. Tôi từng nghĩ rằng nếu có ngày chia tay với Tạ Trùng Dung, kết cục tốt nhất là yêu nhau chân thành và chia tay trong hòa bình. Nhưng anh ta không cho tôi điều đó. Tôi đã dự tính sau khi ổn định ở Ý mới nghĩ đến chuyện ly hôn với Tạ Trùng Dung. Nhưng không ngờ, dù tôi không ở đó, chuyện về anh ta vẫn luôn lọt vào tai tôi. Đồng nghiệp cũ của tôi có liên lạc lại. Đối phương hỏi thẳng tôi trên WeChat. Vân Lê, cô và chồng cô có mâu thuẫn à? Cô nghỉ việc mà không bàn với chồng mình à? Anh ta nghe nói cô nghỉ việc thì phát điên lên. Theo lời đồng nghiệp miêu tả, Tạ Trùng Dung thực sự rất thảm. Lúc đó Tạ Trùng Dung ôm một bó hoa hồng lớn đến tìm tôi để hòa giải. Nhưng nghe nói tôi đã nghỉ việc mà không biết đi đâu, bó hoa rơi khỏi tay anh ta. Anh ta ngồi sụp xuống đất, vùi mặt vào lòng bàn tay khóc, miệng liên tục nói lời xin lỗi. Đồng nghiệp cẩn thận hỏi tôi, anh làm gì có lỗi với cô à? Sau đó người này không hỏi thêm gì nữa, chỉ bảo tôi chăm sóc bản thân. Trên đường từ CDU về, tôi đang nghĩ nên đưa việc ly hôn vào lịch trình. Nếu không được thì trực tiếp kiện ly hôn, như vậy là nhanh nhất. Tôi vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị liên lạc với luật sư, thì thấy Tạ Trùng Dung đứng dưới tòa nhà chung cư. Một tháng không gặp, anh ta gầy đi nhiều, mặc đồ vét đứng đó nhưng không còn vẻ đẹp trai ngời ngời, mà trông vô cùng tiều tụy bê bối. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Tạ Trùng Dung thấy tôi, đôi mắt u ám sáng lên, bước nhanh về phía tôi. Vì xúc động, mắt anh ta hơi đỏ. Tôi tránh tay anh ta, định giúp tôi xách túi và nói. Thấy thỏa thuận ly hôn chưa? Không có vấn đề gì thì cưới đi. Anh ta tiến lên một bước, nắm lấy tay tôi. Anh không đồng ý ly hôn. Ánh mắt tôi dừng lại trên ngón tay của Tạ Trùng Dung, giọng lạnh lùng. Buông tay,
Anh ta bị ánh mắt của tôi làm tổn thương, không cam lòng buông tay, miệng vẫn lặp lại câu nói đó. Anh không ly hôn, chúng ta nói chuyện có được không? Tôi không biết tại sao Tạ Trùng Dung lại kiên trì đuổi theo tôi ra nước ngoài, tự tin cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi, nhất định sẽ quay lại. Nhưng mà nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của anh ta, tôi lạnh lùng và nói. Nói về ly hôn thì được, nhưng những chuyện khác thì miễn đi. Tạ Trùng Dung nghẹn ngào, Vân Lê, anh yêu em. Nghe mắc ói thật đó, tình yêu của anh ta thật rẻ mạt. Trước đây Tạ Trùng Dung thường dùng người khác hoặc im lặng để giải quyết mâu thuẫn giữa chúng tôi. Giờ đây anh ta như miếng cao dán chó vậy, dính chặt bên tôi, lần lượt thử thách và tin rằng tôi yêu anh ta. Công ty trong nước anh ta cũng không quản nữa, thuê một căn hộ bên cạnh tôi. Thật buồn cười, trước đây anh ta thường vì dư vọng lấy lý do bận rộn công việc để lảng tránh tôi. Nhưng khi Tạ Trùng Dung thực sự nhận ra lần này tôi nghiêm túc muốn rời xa mình, không phải đùa giỡn, anh ta lại bắt đầu lấy tôi làm trung tâm. Sáng tôi chưa đến, trên bàn làm việc đã có sẵn cháo tôi thích ăn. Trưa anh ta sẽ làm cơm trưa mang đến, chiều thi thoảng có món điểm tâm tôi thích. Tan làm, anh ta sẽ đứng trước cửa phòng làm việc đúng giờ. Dưới ánh mắt tò mò của đồng nghiệp, tôi buộc phải giải thích, chồng sắp cũ của tôi. Một câu nói tưởng chừng như vô tình, nhưng lại khiến Tạ Trùng Dung tái mặt. Nó cũng làm những ai đó có ý định theo đuổi tôi phải chùn bước. Mỗi lần như vậy, tôi đều nói rằng đó là người yêu cũ, chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn. Cà phê tôi sẽ đổ vào bồn rửa, hộp cơm vứt vào thùng rác và các món điểm tâm khác cũng không ngoại lệ. Dù tôi làm vậy, anh ta cũng không nản lòng. Còn tôi thì chỉ cảm thấy buồn nôn. Mâu thuẫn cuối cùng đã bùng nổ khi Tạ Trùng Dung cầm chiếc bánh sinh nhật đến tìm tôi. Anh ta càng dịu dàng và chu đáo, tôi càng cảm thấy mình đã chịu đựng quá nhiều. Rõ ràng anh ta hiểu mọi thứ. Chúng tôi đã ở bên nhau 10 năm và tôi đã làm quá nhiều điều để chiều lòng anh ta. Nghĩ lại, mối quan hệ này từ đầu đã không cân bằng. Gia đình Tạ Trùng Dung tốt, anh ta đẹp trai tài giỏi, đến từ gia đình có điều kiện. Còn tôi thì đến từ một gia đình ngột ngạt, công việc bình thường, ngoại hình cũng bình thường. Anh ta càng kiêu ngạo, tôi càng tự ti. Tạ Trùng Dung ngồi xổm trước mặt tôi, đưa chiếc bánh dâu tây ra, biểu cảm càng dịu dàng hơn. Giây tiếp theo, tôi đập chiếc bánh vào khuôn mặt tinh tế của anh ta. Nụ cười của anh ta cứng đờ trên khuôn mặt. Tổng giám đốc nổi tiếng của tập đoàn Tạ Thị chưa bao giờ bị người khác sỉ nhục như vậy. Tôi thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cơn giận của đối phương. Nhưng Tạ Trùng Dung chỉ bình tĩnh lau đi lớp kem ở trên mặt. Vân Lê, nếu điều này có thể làm em nguôi giận thì không sao cả. Vân Lê, chúng ta đi xem cực quang nhé. Trước đây em rất muốn đi mà. Chẳng phải đã đi cùng Dư Vọng rồi sao? Tạ Trùng Dung thất thanh hỏi. Em, làm sao em biết được? Tôi nhìn vào thông tin mà luật sư gửi mỉm cười nói. Mỗi lần anh chi tiền để tạo bất ngờ cho Dư Vọng, tôi đều biết. Tôi đã định giữ chút thể diện cho anh. Nhưng nếu anh không muốn, thì hãy chuẩn bị nhận thư mời từ luật sư của tôi đi. Anh ta hoàn toàn hoảng loạn, không hiểu sao tôi lại biết được. Tôi mỉm cười giải thích. Tất nhiên là từ vòng bạn bè của Dư Vọng, anh đã cùng cô ta đi ngắm cực quang ở Eastland, đi Disneyland, nấu ăn cho cô ta và thậm chí còn có ảnh giường chiếu của hai người nữa. Anh có muốn xem không? Tạ Trùng Dung hoảng hốt lấy điện thoại ra, kiểm tra vòng bạn bè của Dư Vọng, nhưng không thấy gì. Tôi đưa điện thoại của mình cho anh ta. Rõ ràng anh ta không biết rằng vòng bạn bè có chức năng chỉ hiển thị cho một người. Trong chốc lát, anh ta không thể thốt nên lời. Tôi hít một hơi sâu, nhìn Tạ Trùng Dung. Tạ Trùng Dung, sau này đừng tìm tôi nữa có được không? Anh ta sững sờ có chút lúng túng nhìn tôi. Tạ Trùng Dung, tôi thực sự không còn yêu anh nữa. Chúng ta hãy chia tay trong hòa bình nhé. Anh ta hét lên như điên vậy. Không thể nào, làm sao mà Vân Lê của tôi lại không yêu tôi được chứ? Tôi không tin. Tạ Trùng Dung ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Người vốn dĩ điềm tĩnh và lịch thiệp, giờ đây lại nắng tóc đau khổ tột cùng. Chỉ có tôi thấy anh ta thật đáng ghê tởm. Miệng nói yêu tôi nhưng chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của tôi, luôn gây rắc rối. Cứ như thể bản thân là nạn nhân vậy, tự hành hạ mình để thể hiện tình cảm sâu đậm, tự cảm động chính mình. Sau ngày hôm đó tôi không bao giờ gặp lại Tạ Trùng Dung nữa. Khoảng một tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ của Tạ Trùng Dung. Giọng bà ta đầy trách móc. Chu Vân Lê,
Sao con lại nhẫn tâm như vậy, lại đòi ly hôn? Con có biết không, Trùng Dung vì con mà ngày nào cũng uống rượu, không đi làm, uống đến mức xuất huyết dạ dày phải nhập viện. Đối phương vẫn nghĩ tôi là Chu Văn Lê của ngày xưa, dễ bị bắt nạt và dù có giận đến đâu cũng không thể bỏ mặc Tạ Trùng Dung. Đáng tiếc tôi nhìn bức tượng mới hoàn toàn của mình, chậm rãi và nói. Bà nhầm rồi, giờ tôi không còn là vợ của anh ta nữa. Bà nên liên lạc với Dư Vọng, cô ta mới là con dâu của bà. Việc chăm sóc người khác, cô ta làm tốt hơn tôi nhiều. Bên kia có tiếng đồ vật rơi ầm ĩ, tiếp theo là một mớ hỗn loạn. Sau khi cúp máy, mọi thứ không còn liên quan đến tôi nữa. Vài ngày sau tôi nhận được tin nhắn từ anh ta. Anh đồng ý ly hôn, em về nhà đi. Gặp lại Tạ Trùng Dung, anh ta còn tiều tụy hơn lần trước gặp tôi. Quầng thâm mắt rõ rệt, mắt đầy tia máu. Giọng anh ta khàn khàn. Chúng ta cuối cùng cũng không thể quay lại được có đúng không? Ừ, Tạ Trùng Dung mắt đỏ hoe, tự giễu. Cuối cùng thì anh vẫn để mất em. Chúng tôi đến cục dân chính làm thủ tục, cầm giấy chứng nhận ly hôn. Trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tạ Trùng Dung muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng vẫn biết điều mà chọn cách im lặng. Mẹ tôi biết chuyện ly hôn, tức giận muốn cắt đứt quan hệ mẹ con với tôi. Tôi cũng chiều theo ý mẹ, trực tiếp là luật sư soạn thảo một bản cắt đứt quan hệ gửi đến tay bà. Ngoài 1.500 tiền lệ phí chu cấp mỗi tháng, tôi sẽ không chi thêm bất cứ khoản nào khác. Mặc kệ bà làm loạn, tôi cũng không thỏa hiệp. Duyên phận mẹ con chúng tôi đã sớm chấm dứt từ khi bà tát tôi một cái. Tôi không ngờ Dư Vọng lại gọi điện cho tôi. Vừa bắt máy, cô ta đã hét lên như một kẻ điên. Chị là đồ tiện nhân, tại sao ly hôn rồi còn bám lấy anh ấy? Giữ cái miệng thối của cô lại, tự hỏi lại bản thân xem, sao anh Trùng Dung của cô đã ly hôn với tôi rồi mà vẫn không cho cô danh phận? Lời tôi nói như chạm vào nỗi đau của cô ta. Chu Văn Lê, cô ta nghiến răng nghiến lợi, chúng ta gặp nhau một lần đi. Không gặp, Dư Vọng cười khỉnh đáp ý. Sao, sợ gặp tôi à? Tôi thản nhiên, chỉ thấy cô ghê tởm, sợ gặp rồi không nuốt nổi cơm. Ngay sau đó cô ta bắt đầu gào thét chửi bới, tôi liền cúp máy. Tôi đăng những việc xấu xa cô ta làm lên mạng. Bố mẹ Dư Vọng là những người thật thà, khó khăn lắm mới nuôi được một sinh viên đại học. Không ngờ cô ta lại là kẻ chen chân vào hôn nhân của người khác, khiến hai ông bà mất hết mặt mũi. Khi thấy Tạ Trùng Dung không có ý định kết hôn với mình, Dư Vọng quay sang tán tỉnh người khác. Kết quả cô ta gặp phải người không dễ dãi như tôi, bị đánh gần chết, gãy một chân, coi như hoàn toàn hủy hoại. 3 năm sau khi ly hôn, tôi nghe tin Tạ Trùng Dung mắc bệnh ung thư dạ dày do làm việc quá sức và không ăn uống đúng giờ. Anh ta nằm viện, mỗi ngày chỉ muốn uống cháo ấm dạ dày cho tôi nấu. Vì lòng nhân ái, tôi đưa công thức cho bạn anh ta. Còn những việc khác tôi cũng không thể giúp. Với mối quan hệ hiện tại, tôi không thấy đáng để lãng phí một vé máy bay về thăm anh ta. Mỗi người đều nên có lòng tự trọng, tốt nhất là không hẹn gặp lại. Quý vị vừa nghe Thanh Tâm diễn đọc câu chuyện trên kênh Chuyện Kể Không Giờ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của toàn thể quý vị.